Kính thưa quý vị, là ngày mùng 5 tháng 9 này sẽ diễn ra một trận đấu rất lớn, người ta vẫn gọi đấy là trận siêu kinh điển của Đông Nam Á, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở trận đấu ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Để chúng ta có một cái nhìn về những người Việt Nam cho trận đấu này thì ngày hôm nay chúng ta có một Đặng Văn Lâm, người đang chơi cho Mường Thông United. Đầu tiên thì cho phép Minh Hải hỏi Lâm là những cái mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan theo cái cảm nhận của Lâm trong suốt thời gian qua là gì, đặc biệt là khi mình giành chiến thắng trước họ ở King's Cup. Sau khi đã thắng đội Thái Lan ở King's Cup thì tất nhiên là cũng rất là vui, tại vì đã thi đấu ở trên đất nước của họ mà cũng giành được chiến thắng, mặc dù là đó là trận đấu dạo hữu nhưng mà cũng là anh em đã thi đấu tập trung và muốn được giành chiến thắng trước một đối thủ rất là mạnh của Đông Nam Á. Sau cái chiến thắng của Việt Nam trước Thái tại King's Cup ấy, thì anh em cầu thủ nhà mình chia sẻ với nhau điều gì, và bản thân Lâm thì có một cái cảm xúc gì đặc biệt so với những cái chiến thắng khác trước đây của đội tuyển? Tất nhiên là những ngày đầu tiên sau khi thi đấu thì mình có thể vào trong phòng thay đồ hơi tự tin hơn. Nhưng mà tất nhiên là đội tuyển quốc gia với câu lạc bộ thì là hai cái công việc nó khác nhau. Cho nên là sau cái trận đấu thắng thì Lâm về với câu lạc bộ và bỏ qua những cái chuyện của quốc gia và tập trung vào cái công việc với câu lạc bộ. Cho nên là nó cũng không có cái gì gọi là, cũng không có ai chúc hay là không ai chọc ai cả. Ví dụ như ở đội mình thì có Teresin Dangda, cũng là người mà được đăng ký cho trận đấu đấy nhưng không thi đấu. Thì về thì giữa Lâm và Teresin Dangda có nói gì về cái trận đấu đã qua không? Thật sự là cũng không có, tại vì Dangda thì lúc đấy là cũng chấn thương. Lúc đấy là Sarek cũng có đá và hậu vệ của Mường Thông cũng đá, thì Lâm nhớ là cái thời điểm lúc mà Lâm về sau đội tuyển ấy, thì ở câu lạc bộ cũng đang rất là khó khăn. Cho nên lúc mà Lâm về câu lạc bộ là tập trung ngay vào những cái việc của câu lạc bộ và không có nói gì cả về đội tuyển quốc gia. Còn anh em trong nước thì sao? Lâm nghĩ là tất cả mọi người tự hào về tất cả những cái trận đấu mà đội tuyển quốc gia thắng. Chắc là có cái gì đó đặc biệt khi thắng đội tuyển Thái Lan, thì đúng là cũng giống như ở thế giới, lúc mà có một cái trận derby mà có chiến thắng thì tất nhiên là những cái vui sướng nó sẽ gấp đôi. Những trận đấu lớn như thế này thì nó có thể giúp được các cầu thủ lên cấp mới hoặc là hoàn thiện mình, phải vượt qua những cái trận đấu như thế thì mới tiến bộ được. Và có lẽ là một cái trận đấu đầu tiên mà Văn Lâm đã ăn mừng khi mà Việt Nam thắng Thái Lan, chắc là trận U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á với tỷ số 4-0. Lúc đấy thì Lâm ăn mừng như thế nào và có dám ăn mừng trước mặt các đồng đội không? Lâm nhớ là tất nhiên là phải ăn mừng, chứ mình rất là vui khi các em đã thi đấu rất là xuất sắc và ở sân nhà ăn 4-0. Ở bóng đá thì đó là chuyện đương nhiên, lúc mà thắng mà còn thắng đậm thì càng vui sướng hơn. Về phòng thay đồ thì tất nhiên là cũng hơi kiểu nhìn nhau và cười với nhau. Xong rồi, nhưng mà các cầu thủ, kể cả những cầu thủ U23 vừa rồi lúc đấy thi đấu xong về cũng hay nói chuyện và bảo là Việt Nam trận đấy đã thi đấu rất là tốt. Và còn một điều rất quan trọng nữa thưa quý vị các bạn, là người thầy của đội U23 Thái Lan trong trận thua lịch sử 0-4 trước Việt Nam thì về sau lại là huấn luyện viên trưởng của Văn Lâm, đó là thầy Gama. Thì từ cái hôm mà gặp thầy cho đến ngày hôm nay thì thầy Gama có khi nào chia sẻ với Lâm về cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam và trận đấu đấy không? Cũng chưa, và cũng chắc là không có thời gian để mà nói chuyện về những cái trận quá khứ, tại vì thầy cũng khi thầy tới với câu lạc bộ Mường Thong nhận là chức huấn luyện trưởng ấy, thì lúc đấy hình như là đội đang xếp gần như cuối bảng. Đúng rồi. Thì lúc đấy là thầy cũng là một người chuyên nghiệp trong chuyên môn, cho nên là tập trung tất cả các công việc, bỏ qua những cái gì, những thất bại hoặc là những gì thành công của thầy ở sau lưng, và hướng đến những cái công việc trước mắt là làm huấn luyện viên trưởng của Mường Thong. Cho nên là Lâm với thầy chỉ có nói những cái về việc của câu lạc bộ thôi, chứ không có nói về quá khứ.
Rồi, và có một cái điều mà người Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ Lâm cảm thấy rất là lo ngại, là sau khi mà một đội bóng đánh bại một đội bóng khác thì những cái cầu thủ của cái nền bóng đá đấy mà khi mà thi đấu ở cái đội đối thủ ấy thì thường là sẽ bị gặp nhiều những khó khăn. Ví dụ như trước đây Hàn Quốc mà đánh bại Ý chẳng hạn thì những cái cầu thủ như là An Dung Hoan mà thi đấu ở Serie A là gặp rất nhiều khó khăn. Lâm có gặp khó khăn không khi mà Lâm cùng với các đồng đội đã đánh bại Thái Lan và có anti fan của Lâm ở cái đất Thái này không? Cũng thời gian cũng chắc là chưa có dài để mà có thể hiểu được mình có anti fan hay không, nhưng mà chắc chắn là phải có chứ. Tại vì mình là cầu thủ bóng đá mà thì ai cũng sẽ có anti fan, nhưng mà đó là cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bóng đá chuyên nghiệp, tất cả các cầu thủ là chuyên nghiệp. Mình thi đấu về phục vụ cho các đội tuyển quốc gia, mình thi đấu xong thắng hay thua thì mình về câu lạc bộ, mình phải phục vụ cho câu lạc bộ, cho nên Lâm em chưa gặp một cái vấn đề nào. Ngược lại là sau cái King Cup thì các cổ động viên, các mọi người ở ngoài đường bắt đầu biết tới Lâm nhiều hơn sau cái King Cup. Rất hay. Lâm mới chỉ tâm sự với chúng ta một chút như thế thôi, nhưng mà chúng ta đủ thấy là các cổ động viên Thái Lan họ rất là văn minh. Tức là cái chuyện của đội tuyển quốc gia là đội tuyển quốc gia, còn Lâm về thi đấu cho Mường Thông đấy là cái câu chuyện ở câu lạc bộ, họ tách biệt ra hoàn toàn. Và đấy là lý do vì sao họ rất là yêu quý Lâm, bởi vì trong màu áo nào thì Lâm cũng luôn luôn là hết mình. Lâm ơi, Lâm chuẩn bị cho cái trận đấu với Thái Lan ngày 5 tháng 9 như thế nào? Nó cũng như tất cả các đợt chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia. Khi mà ví dụ trước một tháng bắt đầu sắp tập trung đội tuyển quốc gia thì cái một tháng đấy là nó cũng rất là đặc biệt. Mình cũng vừa thi đấu cho câu lạc bộ và mình cũng nghĩ đến làm sao để giữ gìn sức khỏe và phải có một cái phong độ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Và ở Thái Lan thì dư luận của họ đón chờ cái trận đấu với Việt Nam như nào sau khi họ đã thua chúng ta trên khắp các mặt trận, từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia, thậm chí là ngay ở trên đất Thái? Em không thể nào đọc được tiếng Thái và nói chuyện tiếng Thái, không có những cái cảm giác họ có nói về cái trận đấu đấy hay không, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ nói. Và đối với các cổ động viên, kể cả Việt Nam cả Thái Lan, thì trận đấu này là rất là đáng để xem và chờ đợi. Bạn và Lâm sẽ chia sẻ với các đồng đội của mình ở đội tuyển quốc gia như nào? Bởi vì hơn bất cứ một ai thì Lâm sẽ là người hiểu bóng đá Thái. Thậm chí là thầy Park cũng cần phải có những cái trưng cầu, những cái ý kiến, những cái thông tin của Văn Lâm. Cũng như trận King Cup thì trước khi trận đấu diễn ra thì thầy Park cũng đã có một buổi họp và yêu cầu là Xuân Trường với Văn Lâm là phải đứng trước đội và phân tích ra những cái gì mà biết về Thái Lan. Ví dụ như là trong đội của em thì có 4 cầu thủ, những điểm mạnh, những điểm yếu, và nó có thể không phải là nó giúp được quá nhiều, nhưng mà có thể nó vẫn có cái gì đấy mà có thể giúp được đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là như thế rồi. Trong trận đấu tới thì Lâm có một cái dự cảm như thế nào về cái trận đấu ngày 5 tháng 9 tới đây? Trận đấu đấy sẽ là một trận đấu rất là lớn với đông khán giả của người Thái. Phải chuẩn bị tập trung 100% và nghe những gì mà thầy Park sẽ dặn và tự tin vào thi đấu thôi. Và đấy là một trận đấu mà các cổ động viên Việt Nam cũng đang rất là muốn sang. Lâm có muốn gửi một lời nào đấy với các cổ động viên không? Đặc biệt là những người mà sẽ sang tận Thái Lan để cổ vũ cho Lâm cũng như các đồng đội. Trên sân vận động của người ta sẽ có rất là đông khán giả của Thái Lan, nên là nếu mà có các bạn đến sân thì chắc chắn là sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có một cái tinh thần cao nhất và tập trung cao nhất trong trận đấu đấy. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là Lâm không đọc được tiếng Thái, cũng không nói được nhiều tiếng Thái, và đấy có khi lại là một cái điểm cộng, đấy có khi lại là một lợi thế, bởi vì chúng ta sẽ thoát ly ra khỏi những cái áp lực. Và Văn Lâm thì có rất nhiều thông tin cùng với Xuân Trường nữa sẽ có thể chia sẻ với các đồng đội cũng như là thầy Park để đưa ra một cái kế hoạch về chiến thuật tốt nhất, hiệu quả nhất để hướng đến một trận đấu được cho là quan trọng nhất của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn Văn Lâm và chúc cho Văn Lâm cũng như là các đồng đội sẽ thành công vào ngày 5 tháng 9 này và toàn bộ trong cái một cái kỳ vòng loại World Cup thực sự là thành công và đánh dấu một cái bước tiến lịch sử của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái tôi và cái tự tin của Lâm nó
quá lớn. Mình phải tự tin nhưng mà đừng có quá. Mình có đừng nghĩ là mình về Việt Nam thì là Việt Nam là đất nước nhỏ. Cái quan trọng lớn nhất là phải yêu nghề, yêu đam mê. Điều kiện cần là phải yêu đấy. Yêu. Và cái thứ hai cũng là một cái quan trọng là phải hy sinh.